bé sơ sinh mà trong tháng hay bị vặn mình, vặn cong người lên rồi vặn đỏ hết mặt mày, thì các bạn hãy áp dụng một số cái mẹo mà các cụ để lại nha. Mẹo thứ nhất là khi mà giặt quần áo cho con á, thì các bạn hãy nắm như thế này nhá. Các bạn nắm như thế này, tránh tình trạng là các bạn vắt như thế này nhá. Vắt như thế này con sẽ vặn mình các bạn nhá. Thứ hai là các bạn hãy chà cái lông nhặm cho con. Các bé mới sinh ra lông nhặm, lông cặm rất là nhiều, khiến cho con xót xáy, dễ vặn mình, khó ngủ, ngủ không sâu giấc và hay bị giật mình. Thứ ba đấy là các bạn hãy tắm các loại lá cho bé như là lá lốt, lá vông nem thì con sẽ hết vặn mình. Thứ tư nữa là các bạn đi ra ngoài đường á, đó, các bạn thấy một cái đoạn dây thừng mà bị thắt nút á, các bạn hãy lấy cái đoạn dây thừng đó về và cố gắng mở cái nút đó ra, và sau đó các bạn hãy cho cái đoạn dây thừng đó vào dưới gầm giường của bé thì bé sẽ hết vặn mình. Đó, các mẹo này coi vậy thôi nhưng mà rất là hay đấy các bạn nhá. Đó, các bạn xem thì hãy lưu về và chia sẻ cho các mẹ biết nhá. Còn bạn nào sau sinh mà sữa không đủ cho con Ti thì các bạn hãy uống cái combo lời sữa này. Trong này gồm 5 loại lá lời sữa và 3 loại hạt siêu lời sữa. Đó, khi các bạn lấy cái lá này về thì các bạn lấy một gói nhỏ, nấu với 2 lít nước, uống hết trong ngày. To như thế này chúng ta uống trong một tháng, sữa sẽ về ướt áo con Ti thoải mái. Ngoài ra còn giúp cho mẹ về vóc dáng rất là nhanh các bạn nhé.